Hi, xin chào các bạn. Trước tiên mình chúc các bạn một ngày an lành, hạnh phúc. Hôm nay Tám chia sẻ với các bạn những cái gì mà Tám được biết và Tám nhìn thấy. Bởi vì thời buổi nay, thời hiện đại bây giờ đó là 4.0 rồi. Mà mình thấy cũng rất nhiều người hãy còn về Việt Nam, coi như là Việt Kiều về Việt Nam lộ banh xác luôn. Thành ra rằng có những cái em mà mình cũng không biết tại sao mà bây giờ vẫn cứ phải vào cái vòng luẩn quẩn mà bị Việt Kiều nó lừa như vậy. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn như thế này. Hiện tại bây giờ 4.0 rồi thì thực sự ra mà nói, cái TV quảng bá hay các nơi người ta cũng nói rất chi là nhiều. Thì mình cũng nghĩ rằng là các bạn đang sinh sống ở quê nhà thì cũng hiểu được một phần nào đó của cái xã hội ở tư bản bên này. Nhưng mình cũng không hiểu tại sao mà Việt Kiều, rất nhiều người bây giờ hãy còn về Việt Nam lổ banh mánh hà luôn, lổ quá trời luôn. Thì trước tiên là mình nói cái này để cho các bạn biết phân biệt. Nếu như Việt Kiều ở về Việt Nam mà cái người mà người ta có công ăn việc làm, mà người ta có làm ăn business, người ta mở tiệm hay mở gì đó, thì trước tiên là người ta không thể làm, người ta về Việt Nam mà người ta ở đến 2-3 tháng được. Đó là điều thứ nhất. Và nếu như mà người ta là cái người mà đi làm công nhân hay làm hãng hay làm giờ hành chính vậy, thì người ta cũng không về cái thời gian dài được 1-2 tháng được. Bởi vì là ở bên mình thì 1 năm anh chỉ được lấy phép trong vòng 2 tuần, là anh được nghỉ phép trong vòng 2 tuần. Thì thông thường những cái người mà người ta làm ăn ở bên, người ta làm công việc ở bên này thì hầu như là người ta không về quá được 2-3 tuần, chứ không thể làm mà ở được vài 3 tháng được. Thì những cái người Việt Kiều mà về Việt Nam ở được đến vài 3 tháng thì chỉ có trường hợp là những cái người, một là người ta làm ăn, người ta buôn bán, cái thời gian đấy thì người ta dẹp đi hay như thế nào, hay là người ta bị stress cái gì đó thì người ta về Việt Nam, người ta cái chơi cho khuây khỏa. Cái điều thứ hai là cái điều là chỉ có dân báo vơ, dân ăn bám xã hội, dân nhận đồng tiền welfare của chính phủ thì mới có thời gian về ở nhiều như vậy. Chứ còn nếu những người mà làm ăn chân chính, mà những cái người mà người ta làm hãng đàng hoàng, thì người ta không thể làm, người ta về thời gian mà cái thời gian dài như vậy. Thì mình nói sơ qua như vậy thì để cho các bạn hãy tránh những cái Việt Kiều mà về vào lộ bánh rác. Bởi vì đợi mới đây thì có một cái câu chuyện, thì cái cô bạn cô kể với mình là cái em này thì em mới lấy chồng là cũng là Việt Kiều Canada, mà em cũng mới qua. Thì không ngờ qua bên này bây giờ em mới vỡ mộng, mà bản thân bây giờ em mới phải đi làm, đi lấy chồng theo chồng, mà gia đình nhà cô ấy ở Việt Nam cũng là gia đình là người khá giả, chứ không phải là người gia đình ấy kém. Và đến bây giờ sang bên này cô phải đi làm hai công việc để nuôi lại chồng. Thì mình mới đến và mình mới, bởi vì cô không xuất đầu lộ diện, cô không muốn, thì cô chỉ kể lại cho mình thôi. Thì mình kể, mình sẽ chia sẻ lại các bạn, thì các bạn hãy tránh những cái Việt Kiều về lộ banh xác. Thì cô kể lại câu chuyện là hồi xưa chồng cô về Việt Nam bảnh bao lắm, tiền xài coi như là bao em đi tỉnh nọ tỉnh chơi, đi chơi tiền cứ xỉa thế này thôi, xỉa như nước ấy, bao quá trời luôn, bao xỉa, coi như là đi đâu bao hết. Nói dệt mộng cho cô ấy một cái cuộc sống bên này nó như là bước chân thảm đỏ, như là một giấc mơ, coi rất vẽ ra một con đường quá hoành tráng luôn. Thế thì anh này anh rất chi là khôn, anh không bảo lãnh ngay, mà anh cũng cứ xin ở về Việt Nam, anh cứ xin gia đình, anh rất đàng hoàng. Thế nhưng mà anh ấy chờ cô này sanh con xong thì bắt đầu anh mới làm thủ tục để anh bảo lãnh. Thì anh ấy lấy lý do là bởi vì là nếu như mà bảo lãnh mà lúc mà mới cưới xong thì chưa không có con ấy thì nó khó đi, thì thôi thì mình cứ sanh một đứa con thì lúc đó thì mình mới làm bảo lãnh, thì mình có con rồi thì nó là sự thực, thì nó đi sang đây thì nó dễ hơn. Thì cô ta nghĩ thấy như thế thì cũng có tình có lý và thấy đúng, thì cô sanh cho anh ấy một đứa con. Thì đến khi mà cô đi qua bên này
Thì anh ấy nói là ở bên này anh có nhà, anh có business, anh lổ banh xác luôn rồi. Bây giờ không có còn cái coi như là bom này nó là lổ bom này nó là bom nguyên tử chứ không phải là đạn súng trường bắn nữa các bạn. Cái này là bom, này là bom nguyên tử. Anh lổ anh có nhà, anh ấy có công ty rồi là anh vẽ đấy cho có một thảm đỏ, bởi vì là cái thời điểm mà anh đấy về Việt Nam thăm đàn đám cưới thăm gia đình, anh sinh sống cái thời gian ở Việt Nam thì thực sự là anh xài tiền thì không ai tưởng tượng là anh ấy là một Việt kiều, mình cứ dùng cái từ là Việt kiều rách đi chứ, thế anh xài sang quá trời như vậy thì cứ tưởng là Việt kiều ngon lành lắm đây. Thế đến cái khi mà cố sang bên này thì cố thấy vỡ mộng trước tiên đầu tiên là nhà anh không có, công ty thì cũng chẳng có, chỉ là một cái thằng bá vơ đi làm công nhân những cái công việc phổ thông bình thường, thì công thì lương thì 3 đồng bao cọc, cũng không đủ tiền để thuê một căn hộ apartment, ví dụ nhà một buồng khách như người ta hay như nào, mà anh cũng chỉ thuê được một cái basement, bởi ở bên mình thì nó có cái tầng hầm thì anh thuê ở dưới tầng hầm thôi. Thì đến cái khi cô sang ấy thì cô có một đứa con thì cô rất chỉ là vỡ mộng, cô vỡ mộng này, điều bước chân đến Canada cô đã thấy vỡ mộng rồi. Và bị ở mấy tháng sau thì nó là vỡ lở ra đủ chuyện. Điều thứ nhất là anh cái thời gian mà anh cứ về Việt Nam mà anh đấy xài tiền như vậy và thăm gia đình thì thực sự là anh lấy tiền từ đâu, là anh rút thẻ cái visa, anh vay những cái thẻ Mastercard visa của mình bên này rút thẻ ra xài, thì đến bây giờ sang bên này bây giờ thì nó lợ chồng chất lên, lợ chồng lên chồng nó quá nhiều nhiều đi. Thì anh khi mà anh lợ nhiều thì anh không trả mà cái tiền interest là cái tiền lời hàng tháng của người ta, thì bắt đầu là nó sẽ cắt. Bất kỳ anh làm một cái gì cũng rất chi là khó, thì lúc ấy là tiền nó đòi lợ nó ngập đầu lên, thì lúc ấy cô ta mới mới mới, mới vỡ lở ra. Thế nhưng cái cô này sống rất chi đạo đức, bởi vì là đã có một với nhau với một đứa con, một một đứa con trai rất chi là xinh, nhìn mình nhìn đẹp lắm. Thì là ở rồi thì bây giờ làm sao, chẳng nhẽ lại bỏ đúng không, mà gia đình nhà cô ở Việt Nam thì cũng là đạo đức chứ không phải là cái người mà chỉ muốn cái cầu đi. Mà cô nghĩ thế thì cô cũng muốn là tưởng là ấy mình vớ được một anh chàng kiều Việt kiều ngon lành cành đào đây thì sang bên kia là có một cuộc sống đàng hoàng đổi đời thế nọ thế kia đúng không. Cái cuối cùng sang đây thì thì thứ nhất là cô cũng vỡ mộng, thứ hai nữa là bây giờ một cái số tiền nó ngập đầu của ông chồng ông lợ lên như này, lợ ngập luôn, mà thuê thì thuê nhà thì nhà thuê thuê basement. Bây giờ đã thế lại còn anh lại còn nghiện bia rượu nữa các bạn, bết mà cái dân mà nghiện bia rượu thì các bạn biết đấy, nó rất chỉ là bết, mà cái dân mà nghiện bia rượu nhiều ấy thì lại thì những cái người đấy thì lại lười làm. Hầu như là mình thấy là mình không nói hết 100% nhưng mình nhìn thấy là 80% là rất chỉ lười làm. Thôi thì sang đến 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 bên bên này rồi thì bây giờ biết làm sao, thì bây giờ là một mình cố là rất chỉ tội, là đi làm hai job luôn các bạn, vừa làm nail này vừa đi làm nhà hàng, để rửa nhà hàng thì cũng không có tay nghề thì đi rửa chén rửa bát. Thì tôi cái thằng chồng bây giờ không đi làm thì ở nhà mà trông con thì cố là phải đi làm hai công việc. Thế nên mình kể một câu chuyện này ra để cho các bạn chia sẻ với các bạn, thì mình các bạn hãy khi mà các bạn gặp một cái người Việt kiều nào đó về Việt Nam thì các bạn đừng có tin vội người ta, bởi vì là chứ đừng có giống như cái câu chuyện vừa mình kể là một cái Việt kiều lổ banh xác như vậy, lổ một cái mình nói bây giờ thì là một cái anh nó chỉ là dân quèn thôi mà anh về anh lổ banh xác nhà cửa không tệ, nhưng mà sang thực tế bên này thì chẳng có cái gì. Thì hiện tại bây giờ thì nó là 4.0 rồi, nên các bạn thì mình nghĩ là cái thông tin nó cũng rất chi là loan tỏa rộng ra, thì các bạn cũng hiểu một phần nào đất nước tư bản. Mình theo mình nghĩ thì ở đâu cũng phải làm phải ăn, chứ còn mình mà cũng
mình làm cái video này thì thực sự mấy các bạn là mình khuyên những cái người Việt kiều về Việt Nam bớt lổ dùng mình cái lổ banh xác. Các bạn lổ nhiều quá, sướng cái miệng các bạn, lừa được những cái người nhẹ dạ cả tin phía bên Việt Nam. Nhưng mà cũng có rất song song đó cũng rất có những cái người, người ta thật sự là người ta có điều kiện và người ta muốn về Việt Nam lấy cái người vợ để cho có người bạn đời, thật sự là người ta lấy vợ chứ không phải là người ta về lổ. Nên nếu như các anh, không phải là các anh nữa mà kể cả là các chị, các anh các chị Việt kiều ở bên này, làm ơn, làm ơn về Việt Nam đừng có lổ, lổ quá, lổ mà đến nỗi mà khi mà cái người Việt kiều khác người ta về, người ta chân chính, người ta bình thường, người ta cảm thấy là người ta ngượng mặt lên đó. Thứ nhất là mình nói đến những cái Việt kiều bên này về Việt Nam lổ vừa thôi, lổ ít thôi, 4.0 rồi, mình có cái gì thì mình cứ chia sẻ như vậy. Nếu như anh muốn lấy vợ, anh cứ nói thẳng là ở về Việt Nam nó hoàn cảnh mình đi làm công nhân như vậy, thì lúc là nếu đồng ý thì lấy, có thể sang bên đây hai vợ chồng bảo nhau làm ăn xây dựng, còn cái thời gian đó thì cũng bớt lấy cái tiền của visa xài đi, bớt ít đi, ăn xài ít thôi thì không lỡ, không bị mắc lỡ, thì đến khi mà đưa vợ sang bên này thì đâu có phải xảy ra cái chuyện mà để cho vợ mình phải đi làm hai công ăn việc làm đấy đâu. Thành thử ra là mình, các bạn ở Việt Nam đừng tin Việt kiều về lổ, bởi vì càng những cái người mà người ta lổ banh, người ta lổ càng nhiều thì những cái người đó là những người các cụ hay dùng một câu là cái trống rỗng, cái trống thì nó to nhưng mà nó bị rỗng bên trong chứ chẳng có cái gì đâu các bạn. Thế nên nổ tùy từng nơi, tùy từng chỗ, mà các mà mấy cái ông ấy Việt kiều ấy về Việt Nam ấy lổ vừa thôi, đừng có lổ quá có ngày nó lại cái bom nguyên tử nó lại lổ lại nhà các ông ấy. Thế nên các ông lổ vừa thôi, đừng có lổ banh xác quá, lổ quá nhiều đi, lổ vừa vừa, lổ ít ít thôi. Ví dụ muốn lấy vợ thiệt sự thì các ông cứ bày trình bày bình thường đi đấy, công mình đi làm công nhân thôi, lương như vậy đấy. Nếu cảm thấy mà tiến tới hôn nhân được mà cuộc sống được thì đi tới hôn nhân, thì mai sau thì mình nghĩ những cái đôi đó thì mình nghĩ là sẽ hạnh phúc. Thế hôm nay mình làm chia sẻ với các bạn là các bạn đừng tin Việt kiều về lổ banh xác banh mái nhà luôn các bạn. Nên các bạn hãy nhìn những cái hành động của Việt kiều làm, đừng nghe Việt kiều nói. Bởi vì mình nhắc lại, những cái người mà về ở Việt Nam mà đến được 3-4 tháng ở lì Việt Nam mà không qua bên này mà ở được bên đó thì chỉ duy nhất là cái người ăn tiền trợ cấp xã hội, tiền bá vơ thì mới ở Việt Nam được như vậy. Tiền trợ cấp xã hội từ đâu? Từ những người như tôi đi làm đóng thuế để nuôi mấy người đó về Việt Nam lổ bánh xác để gạt gái, gạt con gia đình nhà người ta đó. Còn cái những cái người mà chân chính người ta không về quá được 1 tháng hay là 3 tuần, 2 tuần, không bao giờ về quá đấy, thì mình làm cái video mình chia sẻ với các bạn thì đừng để cho Việt kiều về mà lổ quá mà banh xác mà để cho các bạn tin. Cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ đội 8 Canada, cảm ơn các bạn nhiều. Thì trên thực tế mình làm cái đội 8, kênh đội 8 này thì thứ nhất là mình tìm thấy cái niềm vui, và thứ hai nữa là mình nhận được tiền YouTube, là cái số tiền này mình đi làm từ thiện những cái mảnh đời bất hạnh, nghèo khó, bệnh tật ở quê nhà. Thì hiện tại bây giờ thì nó Covid-19, mình không có về được, thế nên mình cứ nhận được tiền YouTube được bao nhiêu mình lại gửi về Việt Nam mình cho những cái người đó. Thế nên trước mình có quay, mình có vốt ra một cái video thì cái người ta nhận được tiền là cái người nhà người ta quay, thì nó quay nó cũng không được có chuyên nghĩa, người ta quay là người ta quay, người ta gửi cho mình thì xem mà nó không có được hay lắm, hay là nó xem nó có những cái không được
hoàn thiện lắm, thì mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin hẹn gặp lại các bạn vào dịp tới. Cảm ơn nhiều.